Trước mắt tất cả khán giả, đây là bà lão 80 tuổi. Bà đi lượm ve chai để nuôi hai người con bị bệnh tâm thần nặng. Thì ngày hôm nay là anh em Trọng đang đi làm vô tình gặp bà. Thì nãy là anh em Trọng có nói chuyện với bà thì mới biết được hoàn cảnh gia đình của bà rất là đặc biệt. Hằng ngày là bà phải đi bộ 1 tiếng đồng hồ để đi lên trên bãi rác để bà nhặt những cái chai cái lọ để bà về bà bán, lấy tiền bà nuôi hai người con bị bệnh tâm thần rất là nặng. Thì nghe bà nói hoàn cảnh của bà rất là đáng thương luôn cả nhà. Bà ơi, cháu chào bà nhá. Dạ. Bà đi đâu đây? Bà đi nhặt nhựa. Nhặt nhựa à? Dạ. Cho cháu hỏi thăm bà một chút được không? Được. Cháu nói chuyện cùng bà một tí nhá. Dạ. Bà bao nhiêu tuổi rồi? Bà 70 rồi. 70 tuổi rồi à? 70 tuổi, 80, cũng 80. Cho cháu gài cái này nhá. Bà 80 tuổi à? Dạ. Bà tên gì? Bà tên gì? Bà Ngân Xe. À, cái này bà nhặt ở đâu đây? Nhặt bãi rác. Nhặt bãi rác à? Dạ. Bà bị sao đây? Bà bị gãy chân này này. Trong cái xe chạy đi mương đường mua thuốc cho con bị tâm thần, bị mắc này này. Con của bà bị tâm thần nặng không? Nặng chứ, nặng. Bây giờ đang ở đâu? Bây giờ lên ở Trà Ô, Biên Hòa là 3 năm rồi, không có bốc. À. Là bà nói với em là bà có hai người con bị tâm thần. Hai người con bị tâm thần, con lớn với con nhỏ. À. Thế bây giờ bà ở với ai? Thì bà ở một mình bà rồi nuôi hai đứa đó thôi. Đấy, bà nói là bà đi lượm cái này về để bà nuôi hai đứa con phải không? Đúng rồi, lượm ve chai rồi nuôi hai đứa bị tâm thần đó. Dạ. Rồi hàng tháng cũng phải đi chạy đi thăm. Xin chào tất cả mọi người nhá. Mình là Trọng đây. Thì ngày hôm nay là anh em của Trọng đang đi làm ở trên đường. Thì vô tình là Trọng bắt gặp một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt nên là Trọng mới quyết định quay lại cái video này. Thì ở phía trước của anh em Trọng kìa, thì Trọng thấy là có một bà lão. Trọng nhìn từ vẻ bên ngoài thì Trọng thấy chắc cũng phải tầm 80-90 tuổi rồi. Thì cái điều đặc biệt ở đây á là Trọng thấy là bà đang đi lượm ve chai. Bà đang vác ở trên lưng của bà là cái bao ve chai mà Trọng thấy là rất là to luôn. Không biết là bà đi lượm cái đó ở đâu mà thấy bà vác, nhìn bà rất là thương luôn đó cả nhà. Thì bà đang ở phía trước Trọng kìa. Thì bây giờ là em Kiệt quay cái video lại đi để quay bà đi để cho tất cả khán giả cùng xem. Thì phía trước xe Trọng kìa cả nhà. Thì cả nhà thấy là bà đang lượm ve chai, bà đang đi dọc lại đằng này. Thì nãy là anh em Trọng là đi từ dưới kia, anh em Trọng đi lên thì thấy bà. Thì Trọng cũng nói chuyện với bà qua một hai câu. Thì được biết là bà lượm cái ve chai này, bà lượm ở bãi rác. Thì Trọng có hỏi là hoàn cảnh của bà thế nào. Thì bà có nói là bà phải đi lượm ve chai như vậy để nuôi hai đứa con bị tâm thần. Nhưng mà không biết là cái câu chuyện bà nói là thực hư như thế nào. Nhưng mà tại vì bà là người đồng bào cả nhà, thành ra là Trọng nói chuyện thì câu bà hiểu, câu bà không có hiểu. Nên là Trọng cũng chưa biết rõ chính xác là hoàn cảnh của bà như thế nào. Nhưng mà cái video mà Trọng đang đưa lên cho khán giả xem đây thì khán giả thấy là bà đang đi với cả vác cái bao ve chai rất là to luôn. Thì để bây giờ là biết cái hoàn cảnh của bà như thế nào thì Trọng sẽ xuống dưới đó rồi Trọng nói chuyện cùng với bà. Thì bây giờ là Trọng mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Để bây giờ Trọng xuống Trọng nói chuyện cùng với bà nhé cả nhà. Đi. Bà đang ở đằng trước này cả nhà. Bà ơi, cháu chào bà nhá. Dạ. Bà đi đâu đây? Bà đi nhặt nhựa. Nhặt nhựa à? Dạ. Cho cháu hỏi thăm bà một chút được không? Được. Cháu nói chuyện cùng bà một tí nhá. Dạ. Bà bao nhiêu tuổi rồi? Bà 70 rồi. 70 tuổi rồi à? 70 tuổi, 80, cũng 80. Cho cháu gài cái này nhá. Bà 80 tuổi à? Dạ. Bà tên gì? Bà tên gì? Bà Ngân Xe. À, cái này bà nhặt ở đâu đây? Nhặt bãi rác. Nhặt bãi rác à? Dạ. À, nhà bà ở đâu? Nhà bà bên kia, nhà khô nghèo quá.
Đất đai nhà có bán hết, tàu bò bán hết, có một đồng thổ. Bà là người dân tộc gì đây? Dạ. Bà là người dân tộc gì? Dân tộc Trâu mình. Dân tộc Trâu. Trâu. Đâu cái bao gì đấy? Bà xoay xoay người lại cho cháu xem cái bao của bà nào. Cái bao này là bao bao gì? Bao này bao nhặt ở bên rắc nó đồng. Cái này là nhựa hả? Dạ. Nhựa. Chai. Nhặt nhặt về để làm gì? Cái bàn bàn nhà độc tài ở nhà khổ nghèo sao không có ai nuôi đâu bà, con. Bà ở với ai? Bà ở một mình bà. Ở một mình thôi. Dạ. Thế các con bà đâu? Nhà con cũng bên con nó nuôi ba đôi con trai nó cũng không được cho làm cái gì làm rào làm gì cũng đông đủ hết. Con của bà bị sao? Dạ. Con của bà bị sao? Bên ở trong không biết bên gì bên khô khô rồi bên nội bị vâng. Thơ rồi đó nó dạ. Thế là bây giờ là bà đang con nghĩ... này hai đôi con trai là bị tâm thần. Hai đứa con trai bị tâm thần. Tâm thần ở nhà một người. Bà có mấy đứa con trai? Ba con trai ba là con. Con trai ba mà hai con bị tâm thần. Bị hai đứa luôn bị tâm thần đó. Bà vén cái tóc qua cho cháu đây để cháu nói chuyện với bà. Bà vén tóc lên đi bà. Tóc của bà nó bay này. Tóc nó bị cắt nó ra lại ngựa lầm. Ngựa cái. Bà nhặt cái này xa không? Xa cho. Xa. Xong rồi bây giờ là đang đi về nhà. Về nhà bán cái này nhà, à? Về nhà, ba mừng đi nhặt lại còn bắt quà này, những câu chuyện này. Nhà bà gần đây không? Gần. Trọng mà nói chuyện cùng với bà thì thấy bà có vẻ bà không hiểu. Trọng. Nội cho bác, nội cho thôi. Bà bỏ cái này xuống đi, bà nói chuyện cùng với cháu một tí nhá. Dạ. Bà bỏ cái này xuống. Bà bị sao đây? Bà bên gãy cong này. Trong cái xe chạy đi mương đường mua thuốc cho con bị tâm thần. Bị mắc này. Con của bà bị tâm thần nặng không? Nặng cho. Nặng. Bây giờ đang ở đâu? Bây giờ lên ở chả ở bên Hòa là 3 năm rồi không có bốc. Về ra bên Hòa là chỉ Phan Rang là 1 năm không có bốc. Về nhà nó đánh đồ đánh đạc hết. Cả hai người hay là một người? Hai người bị tâm thần. Người có cái còi huy này. Thế là bây giờ là ai nuôi bà? Không, bà có trong nhưng bà ở bà một mình bà thôi. Một mình bà bị. Thế thì bà ai nuôi hai người con tâm thần? Bà nuôi. Bà nuôi cho bà đi kiếm đồ đó. Bà đi lượm cái này về. Nhặt nhựa, nhặt thông, có trường nồi nó mua thuốc. Có trường mua gạo, mua thuốc, mua nước cho uống, mua canh cho ăn. Ý là như thế này, để cho nói lại xem có phải không nhá. Tại vì bà nói cháu không có hiểu lắm. Là bây giờ là bà đi nhặt cái này về bà nuôi hai người con trai bị tâm thần đúng không? Dạ, dạ. Mà bà chỉ ở một mình thôi. Dạ, mình bà thôi ở. Là... Lúc thằng Tạc, thằng Dương còn đi thằng Năng nó. Đi nhặt thông, thông châu. Bà năm nay bà 80 tuổi à? Bà có 80 tuổi rồi. Bà có hiểu cháu nói hết, cháu nói bà có hiểu không? Hiểu ít thôi. Hiểu ít thôi à? Không hiểu nhiều đúng không? Tại ít nổi tiếng kinh đó. Tại vì bà chồng nói chuyện cùng với bà mà không biết bà có hiểu hết không nữa cả nhà. Thế nhà bà gần đây không? Nhà bà gần đây không? Cơn nhà con hay nhà bà con trong nói chuyện bà không hiểu cả nhà. Để có người đi đường này để Trọng thử kêu họ trong hỏi thăm. Chị ơi, chị cho em hỏi thăm một tí chị. Chị cho chạy xe lên trên này cho em hỏi thăm một tí được không? Đi đi, chị lên đây em hỏi thăm đi. Chị có biết bà cụ này không? Dạ, cũng có biết. Trong nhà. Để cho cháu lấy cái này nhá, bà đợi cháu một tí nhá. Ngày hôm nay bọn em đi trên đường á, thì bọn em gặp bà cụ này, em đang hỏi thăm bà. Tại vì thấy bà đi vác cái bao ve chai nó to quá chị. Chị tắt máy cho em nói chuyện được không? Em đang quay phim nhá, cho em xin phép em quay phim một tí nhá. Dạ. Tại em muốn giúp đỡ cho bà đó chị. Bà này là hoàn cảnh thế nào vậy?
đàn bà rất là khó khăn. Rồi nuôi hai đứa bị tâm thần nữa. Rồi bà ngày nào cũng đi lượm ve chai, rồi đi thăm con. Bà ở có ở gần nhà của chị không? Cũng xa. Cũng xa? Xa. Đâu bà? Bà ơi, bà đi xích ra đây cho hỏi thăm tị. Là bà nói với em là bà có hai người con bị tâm thần. Hai người con bị tâm thần, con lớn với con nhỏ. Thế bây giờ bà ở với ai? Thì bà ở một mình bà rồi nuôi hai đứa đó thôi. Đấy, bà nói là bà đi lượm cái này về để bà nuôi hai đứa con phải không? Đúng rồi, lượm ve chai rồi nuôi hai đứa bị tâm thần đó. Dạ. Rồi hàng tháng cũng phải đi chạy đi thăm. Vâng, tại em nói chuyện cùng với bà mà bà cứ trả lời lung tung ở đâu không ạ? Bà không hiểu em nói sao ạ? Bà ít ăn nói hồi nhỏ, chỉ là không học hành á. Dạ, tại vì em đi bà trên đường thấy bà ấy cái này thì em thấy tội nghiệp bà, em đang muốn giúp đỡ cho bà thôi. Nên là em hỏi chị thì chị cố gắng giúp đỡ chia sẻ hộ em nhé. Vâng, bà nói là năm nay bà 80 tuổi phải không chị? Sổ sách bà đâu có, mình con gái của bà thì mình nắm được cái đó. Dạ. Nhưng mà mình hàng xóm bà con thì mình không rành về cái vụ gia đình của người khác. Dạ. Vâng. Nhưng mà bà là một mình bà nuôi hai đứa con bị tâm thần là đúng đúng không? Đúng. Chị đang đi đâu đây? Chị đi nuôi đứa cháu này đi chơi thôi. Chị có biết nhà của bà không? Dạ cũng có biết, tại vì cùng làng. Ý là chị có rảnh không, chị có thể dẫn em vô nhà của bà được không ạ? Để em giúp cho bà. Dạ được. Nhá. Vâng. Thì tại vì nhiều khi mà bà không biết bọn em là ai rồi thế nào á, thành ra là bà có khi bà sợ á. Tại chị cũng không rảnh nha, chị nói chuyện cũng... Vâng. Ý là chị dẫn em vô nhà để em xem bà như thế nào thôi. Bà, cho cháu hỏi bà một tí. Bây giờ bà dắt cháu vào nhà của bà nhá. Dạ. Được không? Đi thăm nhà của bà nhá. Dạ. Vâng. Nhá. Nói sao? Dắt vô nhà. Dắt dạ. Cháu vào trong nhà của bà cho thăm nhà bà nhá. Dạ. Bà không dạ. Hiểu đấy đúng không dạ. Chị? Dạ. Vâng. Đi bây giờ bà cháu mình đi vào nhà. Dạ. Vâng. Cái này sao? Cái này à? Cái này. Cái này là bây giờ là bà đem cái này về luôn đúng không? Dạ. Nhà bà gần đây không? Cấp. Nhà bà gần đây không chị? Gần. Gần à? Nếu không thì bây giờ bà đem cái này ra đằng xe của cháu đi, cháu trở về cho bà. Thôi, nhá. Bà mang về luôn à? Bà gùi về. Bà còn khỏe không? Dạ. Nếu bà không khỏe thì bỏ lên xe của cháu trở về cho. Bà mang về. Dạ. Ừ. Thế thì bà mang về đi rồi bà dắt cháu về nhà. Ừ, đi. Vâng. Bà làm cái này một ngày được bao nhiêu tiền? Nó chắc một ngày nó 20-30 thôi, 20 thôi. Nó nhẹ quá, một kỷ là 3.000 thôi. Cái này có nặng không hay nhẹ? Cái này chắc có 5 kỷ ở trong. À, có 5 kỷ thôi à? Cái này nhẹ mà. Có 5 kỷ đâu. Vâng. 3 kỷ, 4 kỷ thôi đâu còn. À. Nhẹ quá. Sáng mấy giờ bà đi nhặt cái này? Sáng đi 5 giờ bà đi 7 giờ cũng được, 8 giờ cũng được bà đi. 5 giờ, 7 giờ, 8 giờ. Mà về lại là 6 giờ về nhà. 6 giờ là về? Dạ. 6 giờ tối đúng không? 6 giờ tối rồi. Vâng. Trong này là gì đấy bà? Đây là cái gùi bà. Bà để bà đựng gì trong này đây? Cái gùi đi, cái gùi trài, cái gùi cái răng thang trài, vâng. Phải cái gùi mình đâu. Thế bây giờ bà dắt cháu vô trong nhà nhá. Bà dắt cháu về nhà của bà. Đâu bà đeo nó vào đi. Chị đi cùng em vô nhà của bà nhá. Để em thăm bà một tí. Dạ. Chị được chúc đồ bà nhá. Đi bà dắt cháu vào nhà đi cho thăm nhà của bà. Chị được chúc đồ bà khô nghèo quá. Vâng. Tại vì không có hết trong nhà. Vâng vâng vâng, bà có bê nổi không? Không bê nổi cháu bê ra xe cháu cho. Bà đây này. Chồng muốn cho khán giả thấy cái cảnh mà bà khoác những cái bao này. Chắc là hàng ngày là bà hay đi lượm những cái bao như này về đúng không chị? Vâng. Hôm qua là do con nuôi kiếm nuôi mẹ nuôi cha, con này vô lắm. Chà. Nuôi mẹ mới cha đâu. Vâng. Đi kiếm nhiều điều thì có mua canh mua gì đồ cho đi. Ăn lại. Bà cho mình về nhà của bà. Đi. Dạ. Bà dắt cháu đi về nhà. Bà đi trước nhá, rồi dạ. Cháu đi sau bà luôn. Dạ. Vâng. Chị đi cùng em nhá. Chị có bận gì không? Không bận gì thì dắt. Lâu ra bé này đòi sữa bố thôi. À, đi chị chỉ em vô trong nhà của bà này một lúc nhá. À. Tại vì em muốn giúp cho bà nhưng mà
bà đâu có ấy, bà tám mấy tuổi đấy ạ. Em sợ bà không có biết được là bọn em muốn giúp cho bà. Vâng, đi chị dắt em nhà, em kể sau chị nhá. Vâng, cảm ơn chị nhá. Không có gì, giúp người nhà cũng làm một tấm lòng tốt. Dạ. Đâu nhà của bà, nhà nào chị? Nhà này. Nhà này à? À, để em hỏi thăm chị một tí, tại em thấy bà lớn tuổi quá rồi đấy chị. Bây giờ là có ai ở nhà không chị? Có đứa tâm thần đó. Bà ơi, bà đợi cháu với. Sao, sao bà đi nhanh thế? Bà đem cái này đi đâu đây? À, bà dắt ra cái chỗ bà để ve chai. Chị ấy, chị đi cùng em hỏi một tí. Chắc là cái chỗ này là hàng ngày là bà đi lượm về, bà để đây đây cả nhà. Cái này của bà phải không? Mấy cái này của bà hết à? À, mấy cái này là bà lượm ở trên bãi rác đây đúng không? Bãi rác gần đây không hay là xa? Xa, còn gần hả? Chắc có một chút đi tội. Thôi bãi rác người ta đủ. Từ nhà bà đi bộ lên đấy là hết bao xa? Sao? Bà không hiểu nhờ. Ý là từ nhà của bà lên bãi rác gần không chị? Chắc bà đi chậm tiếng là hồi. Đi bộ một tiếng để nhặt những cái này về nhà đúng không? Đúng. À, thế cái này thì bà bán như thế nào? Bà bán hết cái này được bao nhiêu? Một tháng có bà bán một ba bốn trăm. Một tháng bán được 300-400? Ừ, 400 có, 300 có. À, một tháng bán được 300-400. Mới lại mua nước lại này, thuốc lại thì. Vâng. Gạo lại. Dạ. Bây giờ trong nhà này có ai ở nhà không? Nhà. Vâng, trong nhà của bà có ai nhà không? Không có đâu. Sao cháu thấy mở cửa? Nhà bà có ai nhà không chị? Nãy bà nói là có hai người con, một người con bị tâm thần đúng không? Thì sao lại một mình bà chứ có 12 đứa con bị tâm thì thần? Thì ở nhà thì có một mình thằng cô đó ở nhà hả bà? Hai thằng bà cô ở nhà. Bà trong con tình ở nhà. Thì nói có người ở nhà. Ý là ở trong nhà là có một người đúng không chị? Có một người. Anh đấy là bị sao? Cũng bị tâm thần luôn. Cũng bị trầm cảm. Ôi, qua đi lại người kia nhổ. Vâng. nhổ đâu anh đấy đâu? Hả? cho xem nào, anh đấy đâu? Cho cháu xem. Vâng. Nhà sợ nó là quậy nha, đi từ sợ nó sợ. Anh đấy bị nặng lắm không chị? Nặng. Có đánh người lạ không? Đánh bà già thì ở tiếp xúc với ổng. Nhưng mà bộ, có đánh bọn em không? Thì chắc không, em thì chắc không. Bà ơi bà. Bà đi cùng cháu bà. Mưa đè. Vâng. Đâu bà? Không. Nè, phòng này nè. Bà ơi đây nè bà. À. Anh này, anh ở đây này. Cái anh này đây đúng không? Đây là Kiệt đứng ngoài. Anh đấy có đánh người lạ không chị? Kiệt sát sát vào đây. Anh đấy đang đứng kìa cả nhà. Nó thấy người, nó sợ. Nó thấy người nhiều lắm. Anh đấy bị bệnh về lâu chưa? Bị bệnh lâu chưa bà? Lâu rồi. Khoảng bao lâu rồi? Khoảng bao lâu vậy chị? Em hỏi bà không biết. Lâu rồi. Anh đấy tên gì vậy bà? Anh đi nó ngủ mấy ngày đi qua lại. Anh ơi. Anh Duyết á. Chào anh nhá. Ồ, anh đấy cũng không có phản ứng gì luôn cả nhà. Nói cái gì đâu biết, đi tài cũng được. Vâng. Thế thì anh đấy chỉ ở nhà thôi. Bà nuôi. Bà nuôi thôi đó. Vâng. Anh này là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi bà? Bà đây anh này. Con này. Con 78. 38. 38. Ồ, 38 tuổi rồi. Thế còn còn một người nữa thì đang ở trên trại tâm thần đúng không? Giờ thì là 46. Chị. Anh là 46. Vâng, một người nữa là đang ở trong trại tâm thần đúng không? Đúng. À, cái anh kia thì bị nặng hơn anh này.
Thì sao sao cho trong nhà lại nhiều người bị bệnh tâm thần thế? Nó đóng chung bằng nhau một bình một thợ một thợ luôn nó hùng mình một ăn nhà đang mấy nó đàn nó ngày bao mà bao mười đó bao mười tháng tháng tiền à họ bao mười tháng tiền nó đàn đồ đàn nhà có hết cái hàng cái đồ cái bát cái gì cái nồi nó đàn hết bè hết ba đủ đồ trong phòng bị bụng một Kiệt quay anh đó kìa. Cho cả nhà biết là anh ấy đang là bị tâm thần không được bình thường. Bà phải đi làm rồi nuôi. Anh ấy có đánh không? Không. Thế Kiệt đi vào trong để trong thử vào trong nói chuyện cùng anh một tí. Anh ơi. Chào anh nhá. Anh tên gì anh? Cứ như thế cả ngày thôi à chị ơi. Bà cả ngày cả năm luôn. Vâng. Có nhúc nhích trong phòng đâu. Thế thì anh đấy có tự biết bới cơm ăn không? Nào đâu. Ăn cơm có tự biết ăn nó không? Ăn cơm ít nó ăn miên nộ nó không dám ăn, nó nộ nộ. Nộ nộ thì nó chạy hết. Vâng. Nó ở trong lưu trong khỏi đó. Dạ. Nó nộ ở trong nhà bếp. Rồi, cháu hiểu rồi. Đi, mình đi ra nó ngoài. Ăn một lần thôi. Mình đi ra ngoài mình nó nói chuyện đi bà đi. Để Trọng kêu bà đi ra chỗ cái ve chai của bà để Trọng xem, Trọng quay cho khán giả xem. Đi bà, cháu nhờ bà ra ngoài này. Đi, bà đi cùng cháu đi. Đi dép vào bà. Không, bà không cần đi dép luôn à? Đây, bà đi xuống đây cùng cháu. Đâu, bà xuống đây. Chị, vào đây em nói chuyện cùng chị một tí. Thế là bây giờ là bà phải đi nhặt những cái này về để nuôi các con của bà đúng không? Thế bà có khó khăn gì không? Cần cháu giúp đỡ không? Khó khăn ở nhà, xin cháu giúp đỡ bà. Xin cháu giúp đỡ bà hả? Dạ, xin cháu giúp đỡ bà, ba nghèo, ba khổ quá. Thế bà muốn cháu giúp đỡ bà cái gì? Đâu bên ba khu ba nghèo con bị tên hai tờ bò con tâm thần sao? Thế nhà bà còn nhiều gạo không? Không có đâu. Gạo còn mấy ký, trong thùng gạo còn mấy ký? Ở đâu mà có. Thế bà hàng ngày bà có ăn cơm không? Một ngày một lần thôi ăn cơm nữa. Đói mà ăn, không đói thì không ăn đâu. Sao lại một ngày có một lần? Một lần thôi, một lần là nơi chèn, nơi vù, ta là hai chèn, ao mơ một chèn. Một ngày phải ăn ba lần chứ? Ô, không đâu đâu. Sao không ăn? Không biết thế nào đâu. Ý là không có gạo hay là bà không ăn? Có gạo, mà gạo mua con trò, mà mình mua, mình đi nhặt nhở, mình mua gạo nữa. Nhưng mà không dám ăn đâu. Sao không? Cái gì cũng nó thịt, đâu ít. Ý bà là sao chị? Bà ăn không biết thế nào đâu. Nhiều là bà ăn không được. Xin ơi, xin ý nhớ. Chị, bây giờ là chị hỏi bà là trong nhà còn nhiều gạo không? Có cần bọn em mua gạo tặng bà không? Ở đâu có gạo cô? Bà nói chuyện với chị kìa. Ê là làm sạc ăn bắp rẻ hay bông anh nhỉ lại nhiều ăn lời. Gạo cho gạo cho một ngày một lần ăn được con này con tại vì em nói chuyện bà có vẻ bà không hiểu lắm con này con ngày một lần đã ăn đó thế bây giờ cháu cho bà tiền bà mua gạo nhá. Dạ vâng. Dạ cảm ơn. Thì ngày hôm nay đi ở trên đường, vâng, đi trên đường vô tình Trọng gặp hoàn cảnh của bà. Thì bà cũng 80 tuổi. Chính xác là bao nhiêu tuổi chị nhỉ? Chính xác bà đây 80 tuổi rồi. Bà 80? Vâng. 80 tuổi mới kêu người ta làm rồi này. Để cháu nói cho. Thì bà là bà 80 tuổi rồi. Nên là Trọng nói chuyện cùng với bà thì thấy bà không được minh mẫn cho lắm, câu bà hiểu câu bà không hiểu nên là Trọng có hỏi chị hàng xóm. Thì chị hàng xóm thì ở đây thì cũng biết bà, chị cũng có rất Trọng vô thăm nhà của bà thì chị cũng biết là hoàn cảnh của bà là rất là khó khăn. Nên là bây giờ thì Trọng cũng thăm bà rồi nên là cũng trao cho bà một phần quà để bà mua gạo, mua nước hàng ngày. Bây giờ ở trên tay của Trọng đây là số tiền 4 triệu. Thì số tiền này là của một mạnh thường quân ở bên Trọng tên là cô Nhung ở Mỹ. Thì cô Nhung ở Mỹ thường xuyên xem video của Trọng á, và có gửi cho Trọng một số tiền và nói với Trọng là đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thì trích ra cho mỗi hoàn cảnh một ít. Thì hoàn cảnh của bà lão lượm ve chai nuôi hai đứa con bị tâm thần thì nãy giờ khán giả xem thì khán giả cũng biết rồi.
Thì nên là bây giờ Trọng cũng trao cho bà một phần quà của Mạnh Thường Quân để cho bà mua gạo. Bà ơi, đây là tặng cho bà tiền để bà mua gạo nhá. Dạ. Chút xíu nữa cháu chờ bà đi mua gạo luôn. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Cháu trao cho bà. Con chưa giúp bà. Vâng, bà cần... cảm ơn con. Dạ. Nhiều tay đi về với chỗ luôn. Dạ. Bà đó. Cảm ơn con. Vâng, bà cầm đi cho bà. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều. Đi dạ. Mua thuốc cho con. Mua đồ cho con ăn. Mua thuốc à? Dạ. Thuốc gì? Thuốc bị tâm thần sao? À. Cho nó uống. Đó. Con này hay là con ở trên kia? Con này, con đưa, con chờ con đưa. Mua thuốc hết bao nhiêu tiền? Một lần mình cho thì mình trả giúp đỡ nuôi vì mình gì nuôi đó là một lần mình đem cho nó thì mua đồ ăn trong chồng thì một lần mình đem thì có nhiều thì cho nhiều. Thế là hàng tháng là bà vẫn phải mua thuốc và đồ ăn cho các con bị tâm thần của bà. Nuôi đe cho người ta luôn, thường mình cho. Thế là tiền này là bà để mua thuốc cho con của bà đúng không? Nhưng mà bà mua để mua gạo cho bà nữa nhá. Dạ. Vâng. Mua gạo luôn, mua lột thuốc cho con uống luôn. Dạ. Ai nào mà nuôi. Vâng. Mà thế là hàng tháng là bà vẫn phải mua thuốc cho con của bà bị tâm thần hả chị? Trợ cấp hàng tháng. Dạ. Mỗi tháng là nhiều thì ba đứa nhiều. Con nó dầm vâng. Tục ép thì ba đứa hết. Dạ. Đè thứ đó thì nó nồng. Thì cháu dẫn bà nhớ nhá. Dạ. Thì tiền này thì bà cứ để mua thuốc cho con của bà rồi bà mua cả gạo cho bà luôn. Dạ. Mua gạo cho bà để bà ăn uống hàng ngày, nhà sắp hết gạo đúng không? Biết là sợ biết mua một cái. Vâng. Chị dặn cho bà đi, chị hiểu ý của em đúng không? Chị nói bằng tiếng của chị cho bà hiểu. Đây linh lẹp ra nè, lẹp lì chơi ảo, xong là lẹ bẹt hoa, như tu ở, nhá, ngập lỡ sức khỏe ảo. Không dám ăn nó còn một lông một ngày nó ăn. Ăn cái chơi là ba bốn lông không được đâu. Ra gọi lại ăn nó trong như thế nào đó. Chị dặn bà là tiền này thì cất cho kỹ, coi chừng đi lượm ve chai rồi lại làm rơi mất. Biết cái này là bao nhiêu tiền không? Bà đếm đi bà đếm cho cháu đi xem bao nhiêu. Ba tỷ. Đâu bà đếm đi cho cháu. Bà biết đếm không? Biết đếm là 4 triệu nữa. Biết đi còn. À nay cháu nói 4 triệu đúng không? Bà thử đếm đi xem phải 4 triệu không? Không bao nhiêu không? Dạ. Bà thì thay mặt của bà cảm ơn hai đứa em đã giúp đỡ cho bà học hành để bà sau này rồi bà có sức khỏe rồi bà chăm sóc hai đứa con bị tâm thần của bà nữa để bà chịu khó bà đi làm. Em cũng cảm ơn chị nhá. Thì ngày hôm nay cảm ơn em giúp bà cũng là mừng cho tụi em. Dạ. Cảm ơn chị vì đã dắt em vào trong thăm của bà. Dạ. Sao bé này cứ la lên thế chị? Vâng, vậy chị cho bé về uống sữa đi. Thế bây giờ mới đi đường. Vâng, có gì thì chị thỉnh thoảng chị chạy tới chạy lui chị thăm non bà hộ em nhá. Dạ. Vâng. Đi gặp ngoài đường cũng gặp nhau mít. Vâng. Tiền này bà cất cho kỹ nhá. Dạ. Đừng có đem theo lượm ve chai nhá. Dạ. Rơi mất nhá. Dạ. Thế thường ngày là bà nấu ăn nấu nước ở đâu? Bà cho cháu đi xem nào, bà nấu trong cơm chỗ nào? Xác lịch thật vụ hỏa. Bếp của nhà bà đâu? Bếp nhà đây. Đâu rất cháu đi xem nào. À bà, nay giờ bà chưa nói cho cháu thấy chồng của bà đâu? Chồng bà chết rồi, 12 năm nay chết rồi còn. Chồng bà chết 12 năm nay rồi? Dạ, bị ở bên ung thư rồi. Bị ung thư à? Bên ung thư. Dạ. Bà nấu ở trong này á? À? Dạ, ở trong này còn. Một bây nụ bà. Đây là cái bếp của bà. Mình cả nhà. Như mở ở dưới kia hay sao? Đây Kiệt quay cho cả nhà xem này. Không cần mở bà, cho chị quay sơ qua thôi. Bà nấu ăn ở đây à? Dạ, một ăn ở đây. Nhìn cái bếp của bà này. Một ngày một lần thôi ăn ít ít thôi con. Cái này mưa thì không sợ gió nó cảm ơn sao bà? Nhiều. Có sợ không? Cái cỏ này. Vâng. Có sợ cũng chó nó vù con gà vù nó phá đồ nó. Dạ. Đi bà cháu mình đi lên trên này rồi cháu chào bà cháu đi về nhá. Dạ. Vâng. Thế bà không, có bà không tên, có cái bà... gì cho cháu còn này nè. Không có đồ cho còn này nè. Con cháu tiền tại... cảm ơn con nhiều lắm. Vâng. Thế tại sao lại phải cho con? Chắc nhiều.
ý bà kêu là không có gì cho Trọng. Cháu nói chung là cháu không cần phải bà cho cháu cái gì đâu. Bà khổ nghèo quá. Dạ. Thời bà không biết thế nào đó, số phong bà. Người ta khắc bà khắc một mình bà. Bà tên gì? Bà Mơ Xe. Mơ Xe. Dạ, Mơ Xe thôi. Bà biết cháu tên gì không? Không biết đâu. Cháu tên là Trọng nhá. Dạ. Bây giờ cháu đi về đây. Rồi mai mốt khi nào mà cháu rảnh thì cháu lên thăm bà sau nhá. Dạ, dạ. Chúc bà nhiều sức khỏe nhá. Dạ. Vâng, dạ, dạ. Chúc bà nhiều sức khỏe. Vì vô nhà, ốc nộp. Không, cháu đi về luôn đây. Dạ. Thế nhá, cháu về nhá. Dạ. Chúc bà nhiều sức khỏe nhá. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều nhá. Bà đi vào trong nhà, bà cất tiền đi. Cảm ơn nhiều nhá. Thôi con. Con miên không trò đâu, con nuôi bà, chứ nuôi bà. Bà đi vào nhà, bà cất tiền đi. Không được đem theo lượm ve chai nhá. Dạ. Thấy bà già rồi nhưng mà bà không được minh mẫn cho lắm, nhưng mà thấy bà cũng dễ thương lắm cả nhà. Rồi bà đi vào cất tiền đi, bà vào mà cất tiền đi. Trọng phải chỉ bà cho kỹ, không có bà lại đi lượm ve chai bà đem theo mà rớt cái thì sợ. Bà cất đi, cất tiền đi bà. Thì chắc bây giờ là Trọng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nha cả nhà. Thì ngày hôm nay đi trên đường vô tình gặp bà, thăm nhà của bà thì mới biết được là hoàn cảnh của bà cũng rất là khó khăn. Thì bà phải nuôi là hai đứa con bị tâm thần. Một đứa thì là đang ở trên trại tâm thần, còn một đứa thì một người thì ở nhà. Thì nãy giờ khán giả xem video thì khán giả cũng biết rồi đó. Thì nếu mà khán giả quan tâm đến hoàn cảnh của bà thì Trọng sẽ quay lại Trọng thăm bà ở những cái lần tiếp theo. Hoặc là khi nào Trọng có dịp rảnh Tết nhất thì Trọng sẽ quay lại Trọng thăm bà để cập nhật tình hình sức khỏe của bà cho tất cả khán giả cùng xem. Khán giả xem video nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này cho anh em mình nhé. Một lần nữa thì Trọng xin chân thành cảm ơn. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hằng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 hoặc 036 782 7841. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa, từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước, rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100%, là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên, nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.